Hello các bạn, mình là Truyền Hữu. Hôm nay Truyền Hữu trở lại với một video clip chia sẻ cho các bạn về một cái rè âm mic cũng như là cái sao kẹt mình đang sử dụng cho phòng thu của mình, và cái cách kết nối như thế nào, và những cái lưu ý khi các bạn sử dụng rè âm cũng như là sử dụng cái sao kẹt, mà đặc biệt là những cái sao kẹt với cổng kết nối 1394. Ok, và đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn là về cái khái niệm rè âm mic. Khi các bạn sử dụng mà home studio, có thể là các bạn sẽ bỏ qua, các bạn có thể là không sử dụng rè âm. Nhưng mà khi các bạn sử dụng phòng thu dịch vụ thì các bạn đa số vào những cái phòng thu này đều thấy những cái thiết bị giống như thế này ha. Một cái thiết bị có cái đồng hồ như thế này, và đặc biệt á, mình đang sử dụng một cái rè âm. Đây là rè âm Focusrite ISA1. Thì các bạn nhìn thì nó giống như cái hình dạng, về cái hình dạng thì các bạn thấy nó giống như là cái ổng áp ha, không khác gì một cái ổng áp. Thì các bạn nói là cái mình làm gì với cái ổng áp này đây? Thì xin thưa các bạn là cái rè âm mic này nó có rất nhiều hình dạng khác nhau ha. Nhưng mà cái chức năng chính của nó là nó để khuếch đại cái tiếng mic cho các bạn. Nó là cái thiết bị tiền khuếch đại. Nó mang lại một cái màu âm cho cái micro của các bạn. Rè âm nó sẽ có nhiều loại khác nhau. Nó có những cái rè âm này chuyên cơm, nó để cơm cái mic cho các bạn thôi. Có những cái rè âm nó sẽ có EQ, các EQ trên đấy. Đấy, có rất nhiều loại nữa. Nhưng mà Hữu chỉ chia sẻ cái dòng mà Hữu biết thôi. Và Hữu đã xài và Hữu trải nghiệm. Hiện tại mình đang xài cái này. Hiện tại cũng từ lúc mình làm phòng thu và những ngày sơ khai mình làm quen với rè âm mic á, thì mình sử dụng cái con này. Đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa nâng cấp lên một cái dòng khác, tại vì nó cũng khá hợp, cái màu âm nó khá hợp với dòng nhạc mình đang theo đuổi là dòng pop ballad cũng như là nhạc bolero. Đấy, thì với cái giá hiện tại mà giá mới của cái sản phẩm rè âm mic ISA1 này thì cũng khoảng mười mấy triệu. Thì với các bạn mà hỏi mình, sẽ đặt câu hỏi cho mình là các bạn thu âm ở nhà cần thiết sử dụng rè âm hay không, thì các bạn cứ ok, cứ tìm hiểu. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn có thể mang lại một cái màu sắc và nâng cấp cho cái micro các bạn, thì các bạn có thể sử dụng rè âm cho cái phòng home studio của các bạn ha. Và đặc biệt các bạn làm dịch vụ thì tất nhiên là phải trang bị cho mình một cái rè âm nó phù hợp rồi. Ok, và mình xin chia sẻ với những cái kiến thức về rè âm của mình. Thì đối với những cái rè âm mà giá rẻ để các bạn sử dụng thì các bạn nên cân nhắc ha. Cân nhắc ở chỗ nào, có nghĩa là các bạn có thể sử dụng là hàng mới giá dưới 10 triệu thì có rất nhiều dòng để các bạn tham khảo. Nhưng mà sẽ có những cái dòng mà người ta gọi là thanh lý trong những cái hội nhóm thì các bạn có thể tham khảo, vì những cái sản phẩm này nó cũng còn rất là tốt và cũng còn rất là mới. Bên dưới là một cái sao kẹt Fireface 800, là một cái sao kẹt khá nổi tiếng mà mình nghĩ là một lần nào đó các bạn sẽ vô tình sẽ thấy những cái sao kẹt như thế này. Nó sẽ có màu xanh như thế này. Thì đây là sao kẹt Fireface 800. Đây là sao kẹt của Đức. Và hiện tại sao kẹt này mình không mua mới. Cái sản phẩm rè âm là mình mua mới nha các bạn. Cái sản phẩm này mình làm cho phòng thu mình là mình mua mới hoàn toàn. Còn nguyên hộp luôn. Và cái sản phẩm sao kẹt này nó rất là nổi tiếng và được những anh em phòng thu ở Việt Nam sử dụng rất là nhiều. Đấy, và mình cũng có tìm hiểu và mình sử dụng cái sản phẩm này. Nó đạt rất nhiều giải thưởng về âm thanh cũng như là cái tín hiệu chuyển đổi và tốc độ xử lý rất là mạnh, nên được anh em sử dụng nhiều. Thì điểm đầu tiên là mình sử dụng mixer của Yamaha để mình làm master, nhưng mà thời gian sau này thì mình cảm giác như nó không hiệu quả nữa, nên mình không sử dụng mixer nữa nha các bạn. Mình không sử dụng mixer để mình master nữa. Mình master bằng phần mềm thôi. Tại vì mình nghĩ là với cái chất lượng master bằng phần mềm, nếu mà anh em quá yêu thích cái dòng sao kẹt Fireface 800 mà muốn sử dụng thì anh em lưu ý như sau. Anh em phải có một cái cổng như thế này, một cái cạc như thế này ha. Đặc biệt anh em phải mua một cái cạc xịn. Đây là cổng PCI Express để kết nối vào một trong cái cổng PCI ở trong cái main của cái máy tính của các bạn, thì chúng ta mới kết nối được. Tại vì cái sao kẹt Fireface 800 này nó sử dụng cái chuẩn kết nối của nó là Firewire 1394, chứ nó không phải là USB như những cái sao kẹt hiện tại như là Focusrite hay là Resonance 24C Studio, hay những cái sao kẹt sau này. Nó sẽ có nhiều cái sao kẹt, nó có nhiều cổng kết nối khác nhau, như là USB là mới nhất, hoặc là Thunderbolt, hoặc là chuẩn Firewire 1394 như thế này. Thì các bạn lưu ý khi các bạn mua những cái sản phẩm cũ như thế này, những sản phẩm mà không còn sản xuất mới tại thị trường nữa mà mua cũ mua lại đấy, thì các bạn lưu ý phải sử dụng những cái cạc xịn nha các bạn nhé. Cái cạc này mình nhớ không lầm là mình mua giá trên 1 triệu,
Nếu các bạn mua sử dụng những cái cạc không chất lượng thì nó sẽ xảy ra những cái tình trạng là giật lắc hay là mất kết nối giữa chừng. Khi các bạn sử dụng để các bạn thu âm mix master, nó sẽ gây hiện tượng là bị giật và có thể là mất tín hiệu luôn ha các bạn ha. Đây là cái cạc như thế này. Đó, BCI Press loại xịn mình sử dụng. Rồi thứ hai là các bạn chuẩn bị cho mình một cái cáp. Ở trong cái sao cạc nó sẽ có cái cáp này để các bạn sử dụng ha. Cái dây cáp này để sử dụng cái chuẩn một đầu cắm vào sao cạc mà một đầu cắm vào cái cạc chúng ta đã gắn vào trong máy tính mọi người ha. Phải có cái cáp này. Và cuối cùng là cái sợi dây để chúng ta kết nối từ ream qua với sao cạc là một cái dây Canon cái ha. Một đầu Canon cái và đầu còn lại là đầu 6 ly ba lăng. Thì cái cách kết nối như sau. Thì đầu tiên các bạn cắm nguồn vào ream đầy đủ. Thì chúng ta sẽ cắm cái đầu Canon cái vào cái lỗ main OP cho mình. Main O sạc B, B phở đó các bạn ha. Và đầu còn lại các bạn sẽ cắm vào phía trước hoặc phía sau của sao cạc vào đường tín hiệu in. Thường thì mình sẽ cắm cổng 1 này trên cái Fireway 800. Các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý. Và các bạn sẽ sử dụng cái dây Canon của mic, các bạn sẽ cắm vào cái cổng mic in sạc B, Y sạc B phở nha. Rồi, đầu còn lại Canon cái thì các bạn sẽ cắm vào microphone. Ok, khi mà kết nối nguồn ok rồi. Một cái lưu ý cho các bạn nè. Khi các bạn sử dụng ream Isawan này. Thì Isawan này hỗ trợ cho các bạn sử dụng được nhạc cụ. Đâu có những cái đường Z-in như thế này để các bạn có thể chỉnh ha. Các bạn có thể chỉnh instrument hoặc là các bạn sử dụng cho micro. Đấy, thì khi mà các bạn mở lên rồi, các bạn nhớ tắt cái nguồn phantom 48V ở trên cái sao cạc của chúng ta đi. Nhớ tắt nguồn. Thứ hai là các bạn phải mở nguồn phantom 48V ở trên cái ream ha, bật lên. Rồi, ở trong cái phần cột 1 này, cái cột đầu tiên này là cái phần gain. Thì thường mình sẽ để khoảng -10 hoặc là 0 ha. Còn đường này mình sẽ -10. Rồi cái phần trim này mình sẽ để ở hướng là 12 giờ. Sau khi mình cho ca sĩ hát hoặc là cái khán giả, cái khách hàng của mình hát, thì mình sẽ xem họ hát có ngợp hay không để mình cơm. Mình sẽ tăng gain hoặc mình giảm gain. Sau khi mình tăng gain, mình giảm gain rồi thì mình sẽ chỉnh cái phần trim này ha. Mình sẽ chỉnh cái phần trim này bằng cách thì mình sẽ nghe và mình nhìn cái sóng âm. Mình sẽ nhìn cái sóng âm nó có vỡ hay không, nó có bị bằng không, nó bị bằng cái sóng âm hay không, hay là sóng âm nó bị nhỏ quá, mình sẽ chỉnh cái phần trim này. Thì đây là cái cách mình chỉnh với cái sao cạc Isawan này. Mình sử dụng. Đấy, thì mình thấy cái màu âm và cái khuếch đại của cái ream này phục vụ cho cái nhu cầu mình khá là ổn, khá là ok. Thì hiện tại mình vẫn giữ, mình sử dụng. Còn sau này nếu có điều kiện thì mình có thể xem xét với những cái ream của Universal ha. Đấy, ví dụ Avalon hay gì đó. Thì nếu mà mình phát triển, mình có làm thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Hiện tại mình đang sử dụng của Focusrite cũng khá ổn. Với tầm 10, trên 10 triệu, những cái ream trên 10 triệu, thường mình sẽ đánh giá cao những cái ream giá trên 10 triệu. Mình nhắc lại nha, các bạn có thể mua mới hoặc mua cũ tùy thích. Với những chỗ uy tín, họ có thể thanh lý cho các bạn giá rất tốt. Không nhất thiết các bạn phải mua hàng mới 100%. Với những cái thiết bị mà nó đã không sản xuất nữa, ví dụ như Fireway 800 hoặc là những cái ream mà các bạn muốn mua. Ok, đấy. Thì một cái lưu ý nữa nha các bạn nha. Một cái lưu ý nữa, khi mà chúng ta đã tắt nguồn phantom 48V trên sao cạc Fireway thì các bạn chỉ cần nhích một xíu nhẹ gain ở trên đường mic ha. Không cần mở quá lớn gain. Chỉ cần một xíu, chỉnh một xíu ở gain mic. Các bạn cắm vào thôi và chúng ta sẽ hiệu chỉnh gain. Còn lại là chúng ta sẽ cơm ở trên cái ream của chúng ta. Đấy, lúc này các bạn nói chuyện vào microphone thì cái đồng hồ chúng ta nó sẽ nhảy ha. Đồng hồ chúng ta nó sẽ nhảy như thế này. Đấy, còn những cái này là dành cho những cái chức năng còn lại, nó sẽ dành cho phone, kiểm âm cho phone và các bạn xài cho nhạc cụ. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn là cái combo mình sử dụng cho phòng thu của mình. Mình không xài mixer nha, mình nhắc lại mình không sử dụng mixer. Mình sử dụng một cái Mackie
big knob để mình điều khiển cho khoảng 3 cặp loa để mình đang sử dụng, và một cái Ream Isawan Focusrite. Đấy. Và cuối cùng là một cái sao card Fireface 800. Thì mình hy vọng với những cái chia sẻ của mình thì các bạn có sở thích sử dụng những cái sao card cổ giống mình mà chất lượng như Fireface 800 thì các bạn nên lưu ý những cái điểm đó. Nhớ ha, mua card PCI Express cho nó chất lượng, khoảng 1 triệu mấy trở lên, đừng mua thấp hơn hoặc là mua kém chất lượng, nó sẽ ra hiện tượng như lúc nãy mình nói các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn muốn xem thêm những video clip chia sẻ về những thiết bị âm thanh, livestream, thu âm, hãy đăng ký kênh Truyền Hữu để đón xem những video clip mới nhất mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.